Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay là 11 tháng 10 nha anh em. Đến hẹn lại lên thì mỗi tối em đều lên cho anh em một video ha. Cho anh em vào xem và chọn lựa những lô máy mà thích hợp cho anh em ha. Thì như thường lệ thì giá trên này là em chưa kèm phí ship nha anh em. Chưa kèm phí ship. Và anh em nào chốt máy thì đặt cọc giùm em ha. Đóng cọc giùm em rồi em cho đi hàng. Hàng thì em sẽ bán như trên trên video ha, như trên video, trên hình, trên clip nha anh em. Và em cái nào em bù thêm thì em sẽ nói trong trong clip luôn ha. Bù thêm nói trong clip luôn đặng cho anh em dễ mua bán. Thì hôm nay thì em lên cho anh em là 7 lô máy nha anh em, 7 lô máy. Hôm nay tiếp tục lên một lô UUB ha. Lô hôm qua thì em đã bán rồi nha anh em. Lô hôm nay cũng gồm 10 cây ha, 5 cây 23 và 5 cây 26. Hàng rất là đẹp nha anh em. Trắng tinh luôn. Bô lửa còn sáng hới luôn ha, chưa gỉ luôn đó. Còn rất là đẹp. Rồi hôm nay thì gồm có là GUB này nha anh em. Lô số 7 là lô ba lô Komatsu ha. Ba lô Komatsu. Rồi đây thì có là Mitsubishi 180 nòng 36 ly nha anh em, nòng 36 ly, máy nòng to đó. Rồi cái con này là một lô, hôm nay là con này một lô nha anh em, lô này một con máy thôi, 24cc nòng 34 ly, Echo 240 ha, mặt dịch trợ lực nha anh em, mặt dịch trợ lực. Lô này thì là hai con đề Echo Gen nha anh em. Rồi em sẽ vô chi tiết từng lô một nha anh em, rồi em sẽ nói từng chi tiết cho anh em xem luôn. Giá trên này là chưa kèm phí ship nha anh em. Em xin nhắc lại là giá trên này là chưa kèm phí ship. Anh em nào có chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha, 0946 626 585. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Rồi lô đầu tiên là con lô Echo Gen ha, Kyogit Gen. Lô này còn rất là đẹp ha, hơi hám đồ, còn em nói em bán như trên video nhưng mà thật sự ra là lô em đã lên lô thì em đã có giật thử hết nha anh em. Em có giật hơi và giật thử hơi rồi em mới ấy ha, không có cứng máy nha anh em. Rồi lô này là 10 con, 10 cho con Echo Gen. Cái này là nó xài bộ chế là chế máy cưa nha anh em, chế máy cưa ha, chế máy cưa vú lớn. Cái này thì nó có mấy cái thiếu mấy nắp chụp e nè, nữa em sẽ tặng cho anh em mấy cái nắp chụp e rồi anh em gắn vô giùm em ha. Cái này thiếu mặt giật thì nữa em sẽ gắn vô ha. Máy thì còn hơi hám rồi, ok nha anh em. Echo Gen có con mặt giật trợ lực lớn luôn ha. Rồi lô số 1, tay lái là tay lái đủ nha anh em. Thì cũng như là có nhiều anh em là có góp ý cho em là gắn chén đủ cho anh em luôn. Thì hôm nay thì đầu bò và chén đồ em cũng đã gắn đủ cho anh em luôn ha. Cũng có nhiều anh em đã góp ý cho em đó thì em sẽ gắn đủ chén cho anh em luôn. Còn cản cỏ thì về sau em bán vậy nha anh em, chứ em không có bao đủ cản cỏ ha. Cản cỏ thì nó có như trên máy thì sao thì em sẽ giao cho anh em y vậy. Đầu bò thì em bao đủ và chén em cũng gắn đủ cho anh em luôn ha. Tay lái lô này thì em thấy là tay lái đủ luôn nha anh em. Tay lái zin không đó, gà bóp nè, công tắc trên tay nè. Mấy con này thì tất cả đều là tum liền nha anh em, tum liền mà là tum nhôm ha, tum liền tum nhôm. Lô này thì là nòng từ 32 đến 34 ly nha anh em. Nòng 32 34 ly, lô số 1. 10 cây 8 triệu nha anh em, 10 cây 8 triệu, lô số 1. 10 cây. Còn rất là đẹp nha anh em. Tay lái là đầy đủ luôn đó. Ống cần của nó là ống cần 25 nha anh em. Dòng Echo là ống cần 25. Lô số 1 10 cây 8 triệu.
thiếu cái mặt giật thì nữa em sẽ gắn vô bù cho anh em đủ mặt giật luôn nha anh em. Rồi em quay chi tiết. Rồi lô số 1 10 cây 8 triệu. Tiếp theo là qua lô số 2. Lô số 2 là hai con ba lô Echo 253 nha anh em. Máy còn rất là đẹp nha, bóng thấy hình luôn nè. Đây em lao ra một cái là thấy hình nha anh em. Còn rất là đẹp luôn. Hơi hám là ok nha anh em. Hai con Echo Kiwis 253. Bình xăng trên ha, bình xăng trên, bình xăng mà còn trắng tinh nè anh em ơi. Còn rất là đẹp ha, bóng hới luôn. Bóng thấy hình luôn á. Rồi hai em Echo Kiwis ba lô ha. Đủ cần, đủ đầu bò và đủ chén bát đồ đầy đủ luôn nha anh em. Rồi hai con Echo lô số 2 1,6 triệu ha, hai cây 1,6 triệu. Mấy con này thì hơi hám là ok hết anh em ơi. Hơi còn rất là gắt luôn á. Quá ngon luôn. Rồi hai em 8, hai em 1,6 triệu nha anh em, hai cây. Hai cây 1,6 triệu. Áo bu lửa mà nó còn trắng tinh nè. Quá đẹp luôn anh em ơi. Bóng thấy hình luôn á. Rồi, lô số 2 1,6 triệu, hai cây ha. Tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 là hai con máy đề cho anh em ha. Hai con máy đề. Con này là Robin 262 nha anh em, có cục đề luôn ha. Chế của nó là chế le đỏ tự động ha. Đây chế le đỏ tự động. Đó, chế này là chế hệ luôn nha anh em. Bình xăng con này là bình xăng hệ luôn đó. Rồi le đỏ tự động ha, anh em về vệ sinh lại ha. Hai con này là nòng 34 ly hết nha anh em. 2,5 nè. 262 nòng 34 ly hết ha, mà đặc biệt là nó có đề nha anh em, có đề ha, anh em về dọn đề luôn cho em. Dọn đề luôn là ok nha anh em. Con này là nó thiếu cái mão ha. Nó thiếu cái mão. Còn hai cái nắp que thì mà ngày mai em sẽ đóng hàng thì em sẽ gắn đủ cho anh em luôn. Rồi ống cần và đầu bò là đủ nha anh em, chén bát gì là em gắn đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 3. Hai cây 1,5 triệu ha. Hai cây 1,5 triệu, 25-26cc, nòng 34 ly luôn. Rồi hai cây 1,5 triệu nha anh em, lô số 3. Lô số 4 là một con Echo Kiwis 240 24cc, nòng 34 ly ha. Lô số 4 850k. Con này 850.000 nha anh em. Rồi ống cần đầu bò là đủ nha anh em. Lô số 4 850k một cây. Rồi lô số 5 là ba con. Ba con Mitsu nha anh em, Mitsu 180. Mitsu Mitsui T 180. Dòng này là nòng 36 ly nha anh em. Máy lớn ha. Máy lớn. Con này bị thiếu mất cái bình xăng rồi anh em ơi. Ngày mai em sẽ tìm cho anh em cái bình xăng trên ha. Để lắp vào giống như vậy. Rồi bình xăng trên. Tùm lớn nha anh em, tùm lớn không à. Tùm lớn bổ cùng lớn luôn nha. Tùm lớn bổ cùng lớn. Tay lái đầu bò đồ là đủ nha anh em. Ba lô thì là nó là tay lái tròn ha. Rồi ba con Mitsu T 180. Lô số 5 ba cây 4 triệu nha anh em, ba cây 4 triệu nòng to nha anh em. Nòng 36 ly, nòng to. Dòng máy Mitsu Mitsui T 180. Máy thì hơi hám là ok luôn anh em ơi. Rồi hơi là kéo là không muốn nổi luôn nha anh em. Lô số 5 3 cây 4 triệu Mitsubishi nòng 36 ly. Rồi lô số 6. Lô số 6 là lô lô này là lô máy bao đẹp luôn anh em ơi, Ryobi Zenoth.
Zenos GLB ha, mắc in ra băng luôn. Lô này là 23cc và 26cc ha. 5 cây 23, 5 cây 26 nha anh em. Máy mà bình xăng lớn mà nó còn trắng tinh nè, bô thì hôi luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Em quay chi tiết cho anh em xem ha. Có một con này quá đẹp luôn nè anh em ơi. Bình xăng lớn là phải nói luôn á. Trời ơi dây giật nè. Phải nói là bên Nhật nó quên xài con này luôn hả gì anh em ơi. Coi nè. Quá đẹp luôn. Dây giật còn trắng tinh ha. Trời ơi con nào cũng vậy anh em ơi. Dây giật còn trắng tinh. Rồi lô số 6. 10 cây nha anh em. 10 cây. Tay lái là tay lái đủ. Đầu bò chén bát rồi là đủ luôn nha anh em, em gắn đủ cho anh em luôn ha. Rồi lô số 6, 10 cây 8 triệu 6 nha anh em. 10 cây 8 triệu 6, lô số 6, GUB. 5 cây 23, 5 cây 26. Anh em nhìn thấy không, nó quá đẹp luôn ha. Còn rất là đẹp. Rồi lô số 6, 10 cây 8 triệu 6 nha anh em. Tay lái là em bao đủ ha. Đầu bò chén bát gì bao đủ cho anh em luôn. Rồi tiếp theo là lô số 7. Lô số 7 là dòng máy cơm Matsu. Cơm Matsu 26cc nòng 34 ly nha anh em. Máy này thì em thấy là xài chế hệ không à anh em. Rồi lô này là lô số 7, 10 cây nha anh em. 10 cây ba lô cơm Matsu 26cc nòng 34 ly. Bao cho anh em là đầu bò chén bát đầy đủ nha anh em. Rồi lô số 7, 13 triệu 500, 10 cây. Dòng máy cơm Matsu thì anh em cũng biết rồi đó, nó rất là thông dụng ha và dễ xài, đặc biệt lại là bền và bốc nữa. Lô này là 10 cây nha anh em, 10 cây ba lô cơm Matsu. Rồi lô số 7, 13 triệu 500, 10 cây. Rồi anh em nào chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha, 0946 626 585 nha anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ. Anh em vào xem kênh của em thì cho em xin một cái đăng ký kênh nha anh em. Đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để mỗi khi em lên được video thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào xem những cái lô máy mà ưng ý nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành.